Hello, xin chào mừng mọi người đã đến kênh Daily Official của mình nha. Chuyện là hồi tuần trước mẹ mình có rủ mình đi ăn mì vịt tiềm. Lúc đầu mình tưởng là mì vịt tiềm, nhưng mà lại đây thì mới thấy bảng gì là có bán vịt chiên giòn. Mình nói là ủa, bán mì vịt tiềm là vịt quay mà tại sao mà bán có bán vịt chiên giòn? Thì lát mẹ mình nói hình như ở đây là người ta bán vịt chiên giòn. Xong rồi người ta nấu nước tiềm, rồi người ta bỏ mì nè hay bún gạo. Các bạn thích ăn cái nào thì sẽ bán cái đó. Ở đây tô rẻ nhất là 40 cành, là gồm có gan mề hoặc là các bạn ăn đầu. Ăn chánh nạc hoặc là nạc không thì là 45 cành, còn ăn tô đặc biệt là đùi gốc tư thì là 70 cành là giá cao nhất nha. Quán này thì nằm ở ngoài mặt tiền đường Học Bàn luôn, ở bên kia đối diện là Quang Phương Mô Tô, là bển là quận 6, còn bên này lúc đầu mình cũng tưởng quận 6 nhưng mà không, nằm ở bên quận 11. Giờ đề nãy giờ thì cô chủ bán xong người khác rồi thì đến lượt hai mẹ con của mình. Thì lúc đầu mình tính ăn cánh nạc, rồi mẹ mình nói cánh sợ không có thịt nên mẹ mình kêu mình nạc thì ăn hơi ngán. Bây giờ sẽ kêu một tô cánh nạc và một tô nạc ra xem hai tô có gì khác nhau nha. Mẹ tôi sẽ cho một ít nước tương với lại sa tế vô để chút chấm với lại thịt vịt chiên. Ở đây thì người ta có ngâm mấy cái cải gì nè, rồi có cà rốt đồ á, thì mình không biết ăn. Mẹ mình thì múc ra một miếng để ăn kèm với cái này. Tô mẹ mình là cánh nạc thì mình thấy có một cái khúc đùi gì nè, rồi một miếng thịt cũng nhiều nhiều với lại mấy cái phần cánh nhỏ nhỏ nè. Ở trong tô này thì có thêm một cái táo tàu với lại một cái nấm đông cô với lại rau ăn kèm. Mì á thì dùng mì tươi. Xin mời cả nhà dùng bữa với mẹ mình nha. Lấy một miếng thịt vịt chấm kèm với lại nước tương và sa tế rất là ok luôn nha. Nhưng mà do thịt này á, mẹ mình nói hình như là vịt chiên nên là nó sẽ khô, không có mọng nước giống như là vịt quay mà bình thường mình hay ăn. Còn đây là tô của mình nha. Lúc đầu mình tính kêu cánh nạc mà mẹ mình lỡ kêu cho mình nạc rồi nên thôi mình ăn luôn. Ở đây không biết có ai giống tôi không, thích ăn cái gì mà thịt gà hay thịt vịt gì đó, nhưng mà ăn cái gì mà có xương xương ăn nó đỡ ngán, còn mà nhiều thịt quá thì cũng rất là ngán luôn. Tô của mình thì mình thấy thịt nạc vịt á thì tầm 4 miếng, nhưng mà không hiểu sao cái da á, do người ta kìa không có kỹ hay sao á mà còn long quá trời luôn. Tôi bị dị ứng mà mấy cái gì mà còn long luôn á, nói chung là có một hai miếng bị, còn lại thì không có bị. Không biết đối với các bạn sao nhưng mà tôi mỗi lần ăn thịt gà ta hay là thịt vịt quay đồ á, vì nhất là cái da nó giòn giòn, ăn chung với thịt nó mới ngon. Nhưng mà đợt này mua thì cái da nó có long nên tôi phải bỏ ra tôi mới ăn được, lỡ kêu rồi. Về nước lèo thì cũng tạm ổn, không quá xuất sắc. Do thịt này là thịt vịt chiên nên là cái phần thịt nó sẽ bị khô. Mong là quán nhặt lông kỹ hơn và chiên vịt nó vừa chín tới thì sẽ ngon hơn. Vì chiên quá lửa thì nó sẽ bị khô và mất đi độ tươi ngon của thịt. Mình có kiểu thêm một chai xì tin hai cái tẩy 15k, tổng bữa ăn hết 105 cành. Đăng ký kênh của mình nha, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nè.